Nhật xin chào tất cả anh em miền Tây và anh em Cần Thơ nha. Cho Nhật thấy cánh tay của anh em đi nào. Sau bao ngày mong chờ thì Shop Hai Bánh đã chính thức khai trương chi nhánh thứ 19 tại số 8 Nguyễn Văn Linh, thành phố Cần Thơ vào ngày 3 tháng 8 rồi nha. Nhật tin anh em cảm nhận được không khí vui tươi cũng như là hào hứng ngay lúc này đúng không? Khách yêu thương ủng hộ rất là nhiệt tình nè. Anh em xa gần lặn lội đường xa ghé qua. Rất cảm ơn anh em đã luôn yêu thương, quan tâm và ủng hộ Shop Hai Bánh trong suốt cái thời gian qua. Đó cũng là động lực để Nhật cũng như là toàn thể anh em đang có mặt tại Shop Hai Bánh Cần Thơ làm việc hết công suất mà không mệt mỏi để phục vụ anh em tốt hơn. Mãi yêu nha anh em. Và dĩ nhiên khai trương là phải có quà cho anh em đúng không? Chắc chắn là phải có, mà còn là quà giá trị nữa. Trong 5 ngày đầu khai trương từ 3 tháng 8 đến 7 tháng 8 tại Shop Hai Bánh Cần Thơ, tất cả khách hàng đến tham quan và mua sắm sản phẩm hay làm bất cứ dịch vụ gì đều sẽ có quà mang về. Đây là những vật phẩm được các hãng tài trợ để tặng anh em mừng khai trương Shop Hai Bánh, như là nón kết, ba lô, áo mưa, bình nước, móc khóa, nón bảo hiểm đều có đủ hết nha anh em. Cứ tương ứng từng mức hóa đơn là quà bao la cho anh em chọn luôn. Chưa hết nha anh em, quà xong thì vẫn còn khuyến mãi cũng ưu đãi riêng cho anh em Cần Thơ nè. Trong vòng 7 ngày khai trương 3 tháng 8 đến 9 tháng 8, ưu đãi 10% tất cả nhớ chính hãng. Phụ gia nè, rồi nước mát, dung dịch vệ sinh và bôi trơn sên, giảm 10% cho tất cả vỏ xe Dunlop đến từ Indo nữa chứ, rồi còn giảm 10% cho tất cả sản phẩm thuộc chính hãng X1R. Mua hàng xịn được giảm giá lại còn có quà mang về, nhất Cần Thơ rồi nha anh em. Để tiện hơn thì Nhật chỉ lại xíu nha, đường đến số 8 Nguyễn Văn Linh Cần Thơ cho anh em nào chưa biết nha. Hướng thứ nhất thì từ trung tâm bến Ninh Kiều đi từ 30 tháng 4 đến Nguyễn Văn Linh thì mình quẹo phải đi thẳng Nguyễn Văn Linh thêm 500m nữa sẽ thấy Shop Hai Bánh nằm bên tay phải. Hướng thứ hai là từ Hậu Giang qua thì mấy bạn đi Võ Nguyên Giáp đi thẳng quốc lộ 91B Nguyễn Văn Linh sẽ thấy Shop Hai Bánh nằm bên tay phải ngay ngã tư Nguyễn Văn Linh và 3 tháng 2 luôn. Và hướng thứ ba là từ An Giang qua các bạn đi quốc lộ 91B đến Nguyễn Văn Linh sẽ thấy Shop Hai Bánh nằm bên trái ngay ngã tư 3 tháng 2 với Nguyễn Văn Linh. Rồi hướng thứ tư từ Vĩnh Long nè, rồi Đồng Tháp thì các bạn đi qua cầu Cần Thơ đi thẳng đến đường Nguyễn Văn Linh. Quẹo phải 800m nữa sẽ thấy Shop Hai Bánh nằm bên tay phải ngay ngã tư 3 tháng 2 cùng với Nguyễn Văn Linh. Giờ thì mình cùng làm vài vòng touring trong shop để anh em tham quan không gian shop ngày khai trương coi không khí sao nha. Đầu tiên ghé vô đây nè, kệ nhớt hoành tráng để anh em dễ dàng chọn được cho mình sản phẩm nhớt chính hãng đến từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới và được anh em tin dùng như là Motul, Liwi, Repsol, Shell hay là Fossilin, đủ dung tích, đủ cấp nhớt cho tất cả các dòng xe luôn. Với giá thành cực kỳ tốt luôn, được niêm yết sẵn giá trên kệ. Quan trọng là mua nhớt lại được ưu đãi giảm giá 10% từ 3 tháng 8 đến 9 tháng 8 nữa chứ. Mang đến sản phẩm chính hãng cho anh em, giá tốt mừng khai trương, kết nối yêu thương từ dịch vụ chuyên nghiệp thì chỉ có Shop Hai Bánh thôi anh em ơi. Còn đây, niềm tự hào của Shop Hai Bánh, đại lý bán lẻ vỏ xe máy nhiều nhất trên thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua. Lướt nhẹ qua kệ vỏ cho anh em thấy độ hoành tráng nha. Ở đây anh em có thể chọn được vỏ xe chính hãng đến từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như là Michelin, Dunlop, Pirelli, Maxxis, Daily. Với giá thành cực kỳ tốt, đủ mọi phân khúc cho xe cũng như là tính năng chống đinh, chống trượt, bám đường đều có ở đây. Cùng với đội ngũ nhân viên bán hàng tư vấn nhiệt tình giúp anh em dễ dàng tìm được những cặp vỏ xe ưng ý và phù hợp với nhu cầu của mình nữa chứ. Mua vỏ xong thì sẽ được thay với máy móc hiện đại, nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp giúp anh em an tâm hơn khi đã đặt niềm tin chọn Shop Hai Bánh làm nơi thay thế vỏ cho xe yêu của mình. iPhone Dunlop thì đừng bỏ qua nha, đang được ưu đãi 10% trong 7 ngày từ 3 tháng 8 đến 9 tháng 8 nha anh em. Còn trong ngày khai trương thì Nhật thấy anh em miền Tây rất thích lướt qua tủ phụ tùng chính hãng nè, được chơi xe máy đúng không nè. Nhật biết lý do vì sao anh em yêu thích, vì ở đây có đầy đủ những thương hiệu phụ tùng được chơi nổi tiếng trên thế giới với giá thành tốt, hợp lý cho anh em như là Phuộc nè, Nhông Sinh Dĩa, rồi Lọc Gió, Ác Quy, Buji, Bố Thắng, kính, bao tay, đủ mẫu, đủ màu sắc và đa dạng sản phẩm cho anh em phối lên con xe của mình. Giờ thì tới quay dịch vụ, anh em thấy hệ thống máy móc chuyên dụng không? Đồ nghề thì mới ken luôn. Và còn rất nhiều những dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng xe máy như là vệ sinh nội xe ga nè, làm chén cổ xe Honda và Yamaha. Đây dịch vụ best seller đây, không thể bỏ qua bảo dưỡng tiêu chuẩn 11 bước được. Đang được ưu đãi 50%, xe số chỉ còn 175k và xe ga sẽ còn 200k, áp dụng thứ hai thứ sáu cho tất cả các dòng xe như là Honda và Yamaha để anh em miền Tây mình chăm sóc con xe cho mình cũng như là cho cả gia đình luôn. Tại Shop Hai Bánh thì với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp nè, rồi tay nghề cao nè, cùng với các bạn bán hàng tư vấn nhiệt tình sẽ giúp anh em chọn được sản phẩm hay là dịch vụ phù hợp với nhu cầu và với cách sử dụng xe của mỗi anh em luôn. Với phương châm là vui lòng khách đến nè và vừa lòng khách đi, cùng với không gian thoáng mát, rộng rãi, rồi wifi, nước uống đầy đủ nữa chứ, giúp anh em thoải mái hơn khi đi chăm sóc con xe, trải nghiệm dịch vụ tại Shop Hai Bánh. Bởi vì ship Nhật thường hay nói rằng không quan trọng là hóa đơn khách hàng là bao nhiêu tiền, mà quan trọng là phục vụ khách hàng hài lòng và quay lại thường xuyên với Shop Hai Bánh, như vậy là bên Shop Hai Bánh vui rồi ha. Chính vì thế mà ngoài anh em Cần Thơ ủng hộ, còn có những anh em các tỉnh lân cận như là An Giang nè, rồi Đồng Tháp, rồi Vĩnh Long, rồi Sóc Trăng lặn lội xa xôi qua không kể mưa nắng ghé ủng hộ Shop Hai Bánh mình. Thay mặt Shop Hai Bánh rất cảm ơn tấm lòng của anh em đã luôn yêu thương và ủng hộ nè. Một lần nữa Nhật xin nhắc lại đại bản danh anh em tham quan mua sắm và bảo trì xe nha, số 8 Nguyễn Văn Linh Cần Thơ. Xin chào và hẹn lại anh em, bye bye.